Thế thì đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 1 là lý thuyết. Đó. Thể tích của khối chóp. Người ta cho khối chóp S, A, B, C, D. Đó. Có đỉnh là S và đáy là A, B, C, D. Đáy là một đa giác bất kỳ, đúng không? Đây thể đại diện một cái đa giác là A, B, C, D nhá. Thì SH là chiều cao. Thì thể tích của khối chóp mà có diện tích đáy bằng B và chiều cao là H thì có dạng V sẽ bằng 1 phần 3 B nhân H. Như vậy để tính thể tích của khối chóp thì ta cần phải tính được chiều cao và tính được diện tích của đa giác đáy. Các công thức tính diện tích đa giác đáy thì chúng ta sẽ xem lại cái phần bài học khóa học cơ bản và nâng cao, thì ở đấy nó rất đầy đủ rồi. Đó. Thì phần này là phần tổng ôn nên là chúng ta sẽ chỉ hệ thống lại các phương pháp chung nhất để chúng ta xử lý bài toán thôi. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ sang mục thứ hai, đó là tính thể tích của khối lăng trụ. Khối lăng trụ như này, đấy, ví dụ đây, khối lăng trụ nhá. Khối lăng trụ là khối có hai mặt đáy nhá, song song với nhau. Các mặt bên đều là hình bình hành cả nhá. Đấy thì như này. Ví dụ đây là khối hộp chữ nhật thì chiều cao chính là các cạnh bên nhá. Còn đây, đây là khối lăng trụ. Đấy là ngũ giác nhá, A B C D E nhá. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, E phẩy, đúng không? Thì A H đây chính là chiều cao bằng H. Thì thể tích của khối lăng trụ sẽ có diện tích đáy là B và chiều cao là H, thì có dạng là V bằng B nhân H, không có chia 3 nữa, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có hai công thức quan trọng để xử lý các bài toán tính thể tích, đó là thể tích khối chóp bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Thứ hai là thể tích của khối lăng trụ thì bằng V sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về các dạng toán. Chúng ta sẽ chia thành hai dạng thôi. Đó là thể tích của khối chóp, thứ hai là thể tích của khối lăng trụ, nhưng chúng ta không chia nhỏ dạng nữa. Các dạng thường gặp thì chúng ta sẽ xem lại trong khóa học cơ bản và nâng cao của lớp 12. Đây đây là khóa tổng ôn nên chúng ta sẽ hệ thống lại một cái chủ yếu là các phần bài tập để chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan về các dạng toán mà chúng ta sẽ gặp trong chương trình thi nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào dạng số 1, đó là thể tích của khối chóp.